Rất tuyệt vời. Thưa các bác của anh em cố tình test nhạc trước để các bác của anh em tham khảo chất âm của set combo này. Và em xin được báo giá luôn với các bác của anh em. Combo với loa full EV bãi Mỹ xịn, combo với loa súp bãi Mỹ xịn các bác nhá, EV. Tổng combo này có trị giá là chưa đến 60 triệu đồng. Gọi là xấp xỉ 60 triệu đồng các bác nhá. Các bác sở hữu một bộ sản phẩm nghe nhạc hay, hát hay với loa súp, loa full của Mỹ. Bộ ngoài mới tinh 100% các bác nhá. Bộ ngoài mới tinh 100%. Để em sẽ quay máy lại gần review cụ thể để các bác của anh em. Các bác cùng anh em tham khảo bộ sản phẩm này với phòng có diện tích từ 20m² tới 50m² các bác nhá. Và em sẽ báo giá chi tiết từng sản phẩm trong set combo này. Đôi loa EV bãi xịn Mỹ mã số là TX1152, giá 24 triệu đồng trên một đôi. 24 triệu đồng một đôi các bác nhá, giá trên tại cửa hàng. Quả súp EV bãi mã số là EKX118S, giá 13.500.000 bát 50. Trước đẩy 3 kênh rất hiệu quả các bác nhá, công suất 800 x 800 x 1000. Mã LA2810 giá 8.600.000 đồng. Chiếc quản lý nguồn Atli AL8 Limited các bác nhá. Chiếc quản lý nguồn này rất tốt, giá 2.300.000 em bao ship. Lưng tiếng Preo mã AC200XS giá 2.300.000 em bao ship. Vang Grey Gutin mã KM320 giá 4.200.000 em bao ship. Micro không dây BMSU222GS giá 5.500.000 em bao ship. Tất cả bộ ngoài đều là hàng mới nhập khẩu các bác nhé. Tất cả là hàng mới bảo hành 1 năm và bảo hành 2 năm tùy theo từng sản phẩm các bác nhé. Ok chưa? Loa TX1152 quá chất luôn. Combo này quá tuyệt vời các bác nhé. Combo này không đỡ được, rất hay. Quá hay cho các bác của anh em. Loa Mỹ thì nghe tiếng bass đánh rất là sâu, tiếng bùm đúng không ạ? Tiếng bùm rất là chắc chứ nó không ịch ịch đâu các bác nhá. Đó, mọi người có thể nghe lại đánh giá đúng không ạ? Các bác của anh em có thể nghe lại đánh giá nhá. Em giới thiệu lại là combo 60 triệu đồng các bác nhá. 60 triệu đồng. Ok chưa? Ok chưa? Rất cảm ơn các bác cùng anh em nhé. Mọi người có nhu cầu mua set combo này chơi Tết hãy alo cho em. Em test và giới thiệu cực kỳ đơn giản các bác nhé. Rất đơn giản, combo cho anh em chơi Tết. Quá hay. Không một từ gì để chê các bác nhé. 60 triệu đồng. Các bác của anh em thân mến, mọi người có nhu cầu mua sắm các thiết bị đồ điện tử âm thanh hoặc có nhu cầu mua set combo này, hãy gọi điện cho em Lân có thể giao hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Em có thể test ở nhà, gửi xe khách cho các bác, test ở nhà gửi qua công ty vận chuyển, hoặc các bác có nhu cầu em sẽ chở tận nhà lắp đặt cho các bác của anh em. Số máy cũng là số Zalo của em 0365888988, 0368891555 và em luôn có bán trả góp các bác nhá. Đó, mic BBSU222, vang GDKM320, lưng tiếng Preo, quản lý nguồn Atli, đẩy 3 kênh PS, loa súp EV, loa full EV. Ok, xin chào mọi người. Hẹn gặp lại các bác cùng mọi người ở một clip tiếp theo ạ.